Chào các bạn nhé. Hôm nay mình xin hướng dẫn các bạn cách để Calm Drop nhận được 100 triệu đồng token Centrodock. Thì đầu tiên các bạn truy cập vào link website calmdrop.net. Link truy cập website được mình để ở phần dưới mô tả của video nhé. Sau khi đã vào được website thì các bạn làm theo hai bước hướng dẫn trên website của mình. Bước 1 phân tích bằng cách. Bạn có thể sử dụng nút copy contract nhanh ở đây và quay sang ví MetaMask và thêm địa chỉ token vào ví nhé. Các bạn thêm giá này thì ví vào đây. Ở đây mình sẽ thêm rồi nên là nó chắc không ok mình nữa nhé. Đây đây. Rồi thì đầu tiên tiếp theo thì các bạn quay trở lại link website calmdrop.net. Tiếp vào bước 2 thì truy cập vào link website chính. Rồi sau khi đã vào được website chính thì các bạn nhập cần một số thông tin là các bạn kéo xuống bên dưới đây. Đầu tiên các bạn phải copy cái địa chỉ ví BSC của các bạn vào. Các bạn quay sang ví MetaMask hoặc ví Trezor Net các bạn xác chắc địa chỉ ví và dán vào đây nhé. Tiếp theo các bạn copy cái địa chỉ Gmail của các bạn và dán vào ô Gmail đây. Các bạn nhấp vào nút Claim. Đây bạn có một cơ hội tham gia bán trước, tức là khi người ta phân phối thì bạn sẽ nhận được cái token này ở ví nha. Rồi thì các bạn nếu thường xuyên theo dõi website Calm Drop nhất thì cập nhật những bạn mới ví thì cần token mới nhất nha. Ngoài ra nếu bạn nào chưa có tài khoản giao dịch sàn Binance Metro MXP OKX Kobe mình nhờ tài khoản giao dịch các sàn khác, các bạn có thể vào đây để đăng ký ủng hộ kênh nhé. Rồi video sẽ được kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã xem video nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.